Chữ A có độ cao 2 ô ly, rộng 2 ô ly rưỡi. Nó gồm có 2 nét, nét cong kín và nét móc ngược. Cách viết: đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ cái O. Sau đó, lìa bút đến điểm giao giữa dòng kẻ ngang số 3 và đường kẻ dọc số 3, viết nét móc ngược và dừng bút tại điểm giao giữa đường kẻ ngang số 2 và đường kẻ dọc số 4. Chữ B có độ cao 5 ô ly, rộng 2 ô ly rưỡi. Chữ B gồm có nét khuyết trên kết hợp với nét thắt. Cách viết như sau: đặt bút ở điểm giữa của đoạn thẳng nối hai điểm giao giữa dòng kẻ ngang số 2 và đường kẻ dọc số 1, 2. Chúng ta viết nét khuyết trên đến giao giữa dòng kẻ ngang số 2 và đường kẻ dọc số 2. Chúng ta không nhấc bút, viết liền mạch nét thắt ngay điểm giao giữa dòng kẻ ngang 3 và dòng kẻ dọc số 3. Rồi dừng bút tại điểm giữa của đoạn thẳng nối hai điểm giao giữa dòng kẻ ngang số 2, 3 và đường kẻ dọc số 4. Bây giờ các con hãy theo dõi cách viết và chúng mình hãy viết theo nhé.
chữ cờ có độ cao 2 ô ly, rộng 1 ô ly rưỡi. Nó gồm có một nét cong trái. Cách viết: đặt bút ở dưới đường kẻ 3, viết một nét cong trái và dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2 ở trên đường kẻ dọc 3. Bây giờ các con hãy theo dõi quy trình viết và chúng mình sẽ luyện viết theo nhé. Chữ O là một nét cong tròn khép kín. Chữ O có độ cao 2 ô ly, độ rộng 1 ô ly rưỡi. Nó gồm có một nét cong kín. Cách viết như sau: đặt bút ở dưới đường kẻ ngang 3, viết một nét cong kín và dừng bút tại điểm đặt bút. Bây giờ các bé hãy theo dõi cách viết và chúng mình sẽ luyện viết theo nhé. Chữ cái ơ có độ cao 2 ô ly, độ rộng 1 ô ly rưỡi, gồm nét cong kín và dấu móc. Cách viết như sau: nét 1, nét cong kín. Đặt bút ở dưới đường kẻ 3, viết nét cong kín như viết chữ O. Sau đó, lìa bút, viết một dấu móc ngay ở điểm dừng bút. Chúng mình có chữ ơ.
Bây giờ con hãy theo dõi cách viết chữ ơ và chúng mình sẽ luyện viết theo nhé. Chữ ô có độ cao 2 ô ly, độ rộng 1 ô ly rưỡi. Nó gồm có nét cong kín và dấu mũ. Cách viết như sau: đầu tiên viết chữ cái O, sau đó lìa bút viết từ trái sang phải một dấu mũ, gấp khúc trên dòng kẻ 3 nhưng dưới dòng kẻ ngang số 4 ngay giữa chữ O. Bây giờ các bé hãy theo dõi quy trình viết và luyện viết theo cô nhé. Chữ V có độ cao 2 ô ly, độ rộng 2 ô ly rưỡi. Chữ V gồm nét móc hai đầu kết hợp với nét thắt. Cách viết như sau: đặt bút tại điểm giữa của đoạn thẳng, nối hai điểm giao nhau giữa đường kẻ dọc số 1 và đường kẻ ngang số 2, 3. Viết một nét móc hai đầu.
đến điểm giữa của đoạn thẳng nối hai điểm giao giữa dòng kẻ ngang số 1 và đường kẻ dọc số 2, 3. Không nhấc bút, viết tiếp nét thắt. Ngay tại điểm giao giữa dòng kẻ ngang số 3 và đường kẻ dọc số 3, rồi dừng bút cách dòng kẻ ngang số 3 một chút. Bây giờ các con hãy theo dõi cách viết và chúng mình sẽ luyện viết theo nhé. Chữ E có độ cao 2 ô ly, độ rộng hơn 1 ô ly rưỡi. Chữ E gồm có nét xiên phải kết hợp với nét cong trái. Cách viết như sau: đặt bút ở trên đường kẻ 1 một chút, viết nét xiên phải, rồi chuyển hướng bút, viết tiếp nét cong trái. Dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang số 2. Bây giờ chúng mình hãy theo dõi quy trình viết và luyện viết theo nhé. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng luyện viết chữ E. Chữ E có độ cao 2 ô ly, rộng hơn 1 ô ly rưỡi, gồm nét xiên phải kết hợp với nét cong trái và thêm dấu mũ. Cách viết, chúng mình sẽ viết chữ cái E. Sau đó, lìa bút, viết từ trái qua phải một dấu mũ gấp khúc trên đường kẻ ngang số 3, nhưng dưới đường kẻ ngang số 4, ngay trên chữ E. Bây giờ chúng mình sẽ theo dõi cách viết và luyện viết theo chữ E nhé. Chữ R có độ cao 4 ô ly, độ rộng 2 ô ly rưỡi, gồm có nét cong kín và nét móc ngược. Cách viết như sau: đầu tiên viết nét cong kín, giống như cách viết chữ O chúng mình đã học. Sau đó, lìa bút lên đường kẻ 5, viết nét móc ngược từ trên xuống dưới, dừng bút ở đường kẻ ngang số 2.
Bây giờ các bé hãy theo dõi quy trình viết và chúng mình sẽ luyện viết theo nhé. Tiếp theo là chữ D. Chữ D cũng có độ cao 4 ô ly, độ rộng 2 ô ly rưỡi. Nét 1 và nét 2 giống chữ D. Nét 1 là nét cong kín, nét 2 là nét móc ngược, nét 3 là nét ngang. Cách viết như sau. Đầu tiên chúng ta viết chữ cái D. Sau đó, lìa bút lên đường kẻ ngang 4, viết nét ngang. Bây giờ các bé hãy theo dõi quy trình viết và chúng mình sẽ luyện viết theo nhé. Chữ Y có độ cao 2 ô ly, độ rộng 1 ô ly rưỡi, gồm có nét xiên phải, nét móc ngược và dấu phụ ở trên đầu. Cách viết như sau, đặt bút ở đường kẻ ngang thứ 2, ở giữa đường kẻ dọc 1 và 2, viết nét xiên phải từ dưới lên trên. Đến đường kẻ ngang thứ 3 thì chuyển hướng bút, viết nét móc ngược, dừng bút ở đường kẻ ngang thứ 2, lìa bút lên trên, đặt dấu chấm trên đầu chữ Y. Bây giờ các bé hãy theo dõi cách viết nhé. Tiếp theo là chữ K. Chữ K có độ cao 5 ô ly, độ rộng 3 ô ly,
Nó gồm có nét khuyết trên, nét móc hai đầu kết hợp với nét thắt. Cách viết như sau: đặt bút ở đường kẻ 2, ở giữa đường kẻ dọc 1 và 2, viết nét khuyết trên. Đến đường kẻ ngang 1, giữa dòng kẻ dọc số 2, dê bút lên đường kẻ ngang số 2 và đường kẻ dọc số 2, viết tiếp nét móc hai đầu, kết hợp với nét thắt ngay ở điểm giao giữa dòng kẻ ngang số 2 và đường kẻ dọc số 3. Rồi dừng bút ở đường kẻ ngang số 2, ở giữa đường kẻ dọc 4 và 5. Bây giờ các bé hãy theo dõi quy trình viết và chúng mình sẽ luyện viết theo nhé. Các bé hãy luyện tập lại nhiều lần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở những video sau.